có ý định đi đâu chơi chưa? Ngày hôm nay Tiền Giang Vlog sẽ đưa các bạn đến với một nơi rất đặc biệt, đó là vườn trái cây sinh thái Hùng. Ngụ tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, cách cầu Rạch Miễu khoảng 30 km. Hẹn nhau vào một buổi trưa thứ bảy oi bức, chúng tôi đến với vườn trái cây sinh thái Hùng. Ngoài các loại trái cây như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, khu du lịch vườn trái cây Hùng còn phục vụ các món đặc sản như cháo gà, cái tay tượng chiên xù, ổi ốc đắng, tôm càng, thật là hấp dẫn phải không các bạn? Trước mắt chúng ta là vườn sầu riêng hàng trăm trái đang đến mùa thu hoạch. Nhưng mà mục tiêu chính của ngày hôm nay đó là vườn chôm chôm. Do không hẹn trước với chủ vườn nên ngày hôm nay chúng tôi đến hơi sớm. Chôm chôm vẫn còn trái xanh và trái đỏ chín mọng thì chưa nhiều. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì đã đủ mê mắt. Nhìn những chùm chôm chôm xài triểu quả, chúng tôi mạnh đứa nào đứa nấy selfie, chụp hình đăng Facebook. Có vẻ ngoài mục đích đến đây để ăn no nê thì mục đích chính thứ hai đó chính là chụp hình và đăng Facebook. Giá vé dành cho mỗi người khi vào vườn trái cây là 70.000 đồng. Chỉ 70.000 đồng này thôi các bạn có thể ăn no nê mà không cần phải suy nghĩ. Tuy nhiên chỉ được ăn tại vườn. Còn bạn nào muốn mang về thì chủ vườn sẽ tính là 40.000 đồng cho 1kg chôm chôm chín. Giá vé không mắc chút nào phải không các bạn? Khi bước vào vườn nhìn những chùm chôm chôm đã mê mắt rồi. Và khi tận hưởng được vị ngọt của chôm chôm thì càng mê đắm hơn. Chúng tôi nghĩ sẽ mất cả buổi chiều ở đây mất. Thôi bây giờ không cần nói nhiều nữa, các bạn cùng xem clip xem chúng tôi ngày hôm nay đang làm gì tại vườn trái cây Hùng. Và các bạn đừng quên like và subscribe Tiền Giang Vlog để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.